Buffet Đức Trọng xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là gần đến ngày 8 tháng 3 rồi, không biết nhà mình đã chọn được cái địa điểm nào phù hợp, thích hợp để dẫn người thân đi liên hoan chưa? Đây, không gian bên em đã kín và chỉ còn bàn từ 8 giờ đổ đi ạ. Tất cả các quầy là đang hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng thân yêu. Đây, món cá hồi rất tươi ngon, vừa mới mổ luôn ạ. Người có thể nhìn thấy là thịt cá hồi rất còn tươi và mới. Ngon đến từng thứ thịt luôn. Rất là ngon. Tất cả mọi thứ bên em đều tươi sống 100%. Rất là tươi, rất là ngon. Đây là quầy đồ nướng, nhìn miếng thịt bò bít tết cũng rất là thích. Thịt bò steak, còn có thể gọi là thịt bò bít tết. Tất cả các quầy đang hoạt động hết công suất có thể để phục vụ khách hàng đấy. Vua tôm càng xanh bề bề thì lúc nào cũng bên em cũng sẵn sàng. Rất là nhiều luôn ạ. Tôm 7 phút là hơi nhiều. Tất cả tôm, cua và bề bề ốc hương bên em là lúc nào có nhé cả nhà nhé. Từ đầu tuần đến cuối tuần đều có luôn ạ. Đặc biệt là cua. Ốc hương thì rất ít nơi là có ở khoảng đầu tuần. Bên em giá 298.000 một người. Có thể là ăn ốc hương, cua, tôm càng xanh thoải mái ạ. Mọi người có thể thấy là chỗ nào cũng ngập tràn hải sản luôn. Rất là nhiều, không bao giờ lo hết. Ốc hương toàn size to, 30 con một cân này. Ốc hương này rất là ngon. Cua bên em chỉ còn 5-7 phút là lại ra một đợt. Khách hàng thoải mái ăn luôn. Đây, ngao lưỡi đỏ. Đây, ngao hai cùi. Bề bề rất tươi. Tươi và hấp nhá cả nhà nhá. Đây, bề bề hấp. Tôm càng xanh cũng rất là to. Đặc biệt rất là nhiều luôn. Nói chung là bên em hiện tại đang khách đang đông kín nhà nhưng mà vẫn không gắp hết nổi đồ ở quầy. Khách rất đông. Hiện tại là đang đông kín nhà nhưng mà quầy trên đồ trên quầy vẫn là đang ngập tràn. Khách ăn thoải mái, không giới hạn gì, chỉ 298.000. Ngày lễ thì bên em có thay đổi giá một chút. Mọi thứ vẫn ngập tràn. Tất
các loại hải sản. Về về ra muối với cả bánh trưng giòn. Đấy, ốc móng tay nướng, hàu nướng mỡ hành nhá. Ngao hành. Rất là nhiều món, có hơn 100 món tất cả. Cá hồi rất là tươi. Cua thì tầm 5 đến 7 phút. Nếu mà chậm nhất thì có thể là khoảng 10 phút bên em sẽ ra để phục vụ khách hàng. Còn bề tôm càng xanh và ốc hương thì rất là thoải mái luôn ạ. Thì hôm nay bên em đã kín khách hàng rồi. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu đi ăn thì khoảng 8 giờ hoặc sau 8 giờ có thể nhắn tin để em giữ bàn cho ạ. Không gian rất là rộng rãi, phù hợp cho tổ chức tiệc liên hoan công ty lớn có. Một không gian rất đẹp, rất phù hợp để các chị sống ảo và check in thoải mái. Em ngoài ra còn có cả lẩu nữa, em xin phép quay cả. Ngoài buffet hải sản ra, bên em còn có lẩu rất là nhiều lẩu luôn ạ, lẩu Thái hoặc lẩu riêu cua. Mọi người đều có thể lấy cua nhúng vào hoặc tôm nhúng nhé. Đây là quầy bánh á. Quầy bánh và quầy tráng miệng. Mọi thứ rất là ngon, tươi. Ngập tràn đồ nướng luôn. Mọi thứ đều tươi cho đến từng ngọn rau luôn ạ. Rất là tươi, nhìn rất là ngon luôn. Để khách quen gặp nhau đây ạ. Khách quen lâu ngày gặp nhau đấy. Bỏ sốt vào. Chen nhở. Không sao đâu. Đây là cháo hải sản bên em đấy. Rất là kích thích. Và đây là súp gà, rất là ngon. Anh chị nào chưa thưởng thức thì quả là đáng tiếc đấy ạ. Ăn rất là béo và ngậy, rất là thơm. Mời cả nhà quay lại quầy hải sản. Này, lượng khách bên em tất cả đều kín rồi. Khách đi lấy đồ lườm lượp nhưng mà đồ ở trên quầy vẫn chưa vơi đi tí nào. Cua bên em ra cái này hết luôn đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôm càng xanh và bề bề thì mọi người gắp mỏi tay không bao giờ hết đâu. Tôm càng xanh rất là to đấy. Trên nóc kìa. Mọi hải sản chưa thấy vơi đi tí nào. Và trong khi đấy nhà hàng em là rất rộng và khách rất đông. Hải sản chưa vơi tí nào. Lại tiếp tục ra cua đấy. Thịt rất là chắc, nhiều gạch. Này, khách đang chờ đồ để lấy đồ. Món đa điểu lúc lắc bên em ấy. Ôi, đứng gần đây lòng quá cả nhà. À, đây là thịt bò bít tết. Ngay đầu video em đã giới thiệu cả nhà về thịt bò bít tết rất là ngon. Mọi người lên thưởng thức khi đến buffet Đức Cẩu ạ. Quay lại quầy cua. Em vừa quay đi và giờ ngoảnh lại cái lại đầy cua rồi ạ. Cua ra liên tục luôn cả nhà nhé. Tất cả mọi thứ ra liên tục luôn. Em vừa quay đi ngoảnh lại cái đi lửa vòng thôi mà đã có cua luôn. Tôm bề bề, tôm càng xanh bề bề và ốc nhồi. Mọi người lấy thoải mái. Từ nãy giờ vẫn chưa vơi đi tí nào. À, anh chị nào muốn đặt tiệc sinh nhật hoặc liên hoan hay báo hỷ, bên em có khu riêng cho khoảng 80 người nhé. Em mời cả nhà ghé khu riêng cơ sở của bên em. Đây, khách đang chờ bàn bên em đấy ạ. Bàn kia đang dọn bàn đấy. Đây, phòng riêng bên em. Sức chứa 80 người, rất là rộng, đẹp. Mỗi bàn dài này có thể là ngồi được 10 người ạ. Mời cả nhà ghé thăm khu vui chơi bên em ạ. Khu vui chơi cho bé, nhà bóng rất là rộng. Tất cả mọi nơi là đều trang trí và vẽ rất là đẹp. Mọi người có thể thỏa sức check in sống ảo. Tầng 3 bên em đang hoàn thiện để phục vụ khách hàng, đón khách hàng thêm. Để tranh vẽ rất là đẹp. Không gian tuyệt vời luôn ạ. Rất tươi xanh. Đây là không gian ở trên tầng 3. Tầng 1 thì bên em sẽ dành chỗ để xe cho khách hàng rồi. Ô tô, xe máy đều có thể là để thoải mái. Đây, khu vui chơi rất nhiều bóng và thoải mái luôn. Rộng, rất rộng. Cầu trượt, xích đu. Đấy, các bé chơi rất là vui đấy. Anh chị có thể yên tâm khi mà cho bé chơi trong nhà hàng nhé. Không được ném lên quạt nhá. Yeah.
vui chơi cho các bé rất nhiều bóng luôn. Bên em vừa bổ sung mới bóng, vừa bổ sung mới và thêm luôn. Các bé chơi rất là vui. Không được ném lên bóng, bóng lên quạt nhá. Không được ném bóng lên quạt nhá. Ném bóng lên quạt chú không cho chơi nữa đâu nhá. Được. Đứng xa ra ném nó mới nhiều được. Ui dồi. Không gian cho bé vui chơi rất là rộng. Bóng mà nói chung ngập tràn xích đu và cầu trượt. Em còn trang bị cả quạt. Các bé chơi mà nóng quá toát mồ hôi quạt rồi. Có cả điều hòa luôn đấy ạ. Không gian trang trí rất là đáng yêu. À, ăn nhanh lên chú cho vào chơi. Không ăn nhanh là không được chơi đâu. Một không gian rất là rộng. Tầng 1 để xe, tầng 2, tầng 3 tiếp đón khách hàng và tầng 3 còn có cả khu vui chơi cho bé rất là rộng rồi. Các bé chơi thỏa thích rồi. Tầng 3 siêu rộng, cũng chuẩn bị hoàn thành rồi đấy. Tất cả mọi thứ là sắp khai trương đón thêm khách mới rồi ạ. Chị sẽ phải. Mình tìm gì anh? Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Đây gần một. Đây là bánh sinh nhật bên em dành tặng khách hàng có sinh nhật đi trên 10 người ấy. Rất là đẹp. Sao? Hiện tại là chưa có bàn đâu, anh chị ngồi chờ một chút ạ. Một chút nữa khách ra bên em xếp vào rồi ạ. Góc view rất là đẹp. Tất cả các quầy vẫn rất nhiều trong khi rất đông khách. Bông vàng xanh quá nhiều luôn. Em đi mấy vòng rồi vẫn chưa thể nào mà hết được bông vàng xanh. Rồi về rất nhiều luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuẩn bị ra chưa anh? Ok, ok, rất nhiều. Gần được rồi. Cua chuẩn bị ra rồi. Lên cho cả nhà rồi đây ạ. Cho vào bên này nữa anh đợi đi ạ. Đấy chị sang bên này đó. À, buffet cua bên em ra liên tục luôn ạ. Tiếp tục ra tiếp ạ. Chuẩn bị lại ra tiếp đấy ạ. À, chia mỗi bên ít tại vì quầy khách đứng không vừa. Mỗi bên ít. Rồi ra liên tục đủ để cho khách ăn xả láng luôn. Rất là đông. À, ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 là anh chị nào có nhu cầu đặt bàn lên đặt bàn sớm và đặt bàn trước qua cho em nhé. Mình có thể là liên hệ fanpage Buffet Đức Chọc, Lẩu Đức Chọc hoặc là liên hệ những số hotline của bên em có trên fanpage ạ. Mọi người cần tư vấn gì thêm em cũng có thể là nhắn tin để em tư vấn nhé, hoặc là gọi điện trực tiếp hoặc để số điện thoại lại cũng được ạ. Tạm thời hôm nay em đến đây thôi. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người lần tới. Em chào tất cả mọi người.